gần gần đi 3 tiếng mấy. Hôm nay là chân đi được rồi nha. Là nhớ thực hiện liền cái lời hứa của mình. Mà nói cho ba ở nhà. Ba nói là nhà của ba muốn sập. Cái nhà là cái duy nhất để cho ba trú thân, để cho ba khỏi sợ mưa gió dột này kia. Thì cái gì làm lớn lên mấy lầu để không làm nổi. Thế còn mà có thể sửa lại cho ba khỏi bị sập, dạ, khỏi bị dột này kia, anh có thể làm được. Nhà đây ha. Chào ông ngoại. Chào chú Đào Kinh Hưng ạ. Chào ông ngoại, hôm nay ngon lành vậy. Đó Hưng đi khảo sát xuống tận nơi luôn. Đường công nhận hơi xấu thiệt. Dốc xuống rất là sâu luôn. Phía trước rất là nhiều cây dại, rồi rác rưới, rồi những cái gần như là nó hoang tàn lắm luôn á. Đi vào trong tí xíu rồi còn gặp gành nữa. Trời cha ơi. Đường đi lót đỡ ba gạch tàu thôi. Tại vì xung quanh người ta ở chứ rất là cao. Còn riêng nhà chú Quang thì rất thấp luôn. Cỏ chừng tới 2 mét đó. Hello. Có vẻ là chú nhìn thấy được cái sự quan tâm của xã hội, là của một số những mạnh thường quân khác cho con mình và cho bản thân mình nữa. Thì chú bớt cái sự hoang mang ngay từ lúc đầu đi rồi. Một mình ông với lại một đứa cháu vậy rất là đáng phải lo chứ. Thực sự không biết báu víu vào đâu hết trơn á. Để mà có thể mà lo lắng cho đời sống bản thân mình và cho cháu mình nữa. Con nhớ mẹ không? Putin thì lớn hơn, lớn so với ổng trước đây thôi, chứ còn ở 7 tuổi mà Sài Gòn vậy là gọi là đẹp đó. Cháu đây là cũng như gửi cho người bà con những người cũng như hoàn cảnh mình nó khó khăn vậy đó, rồi không có nuôi dưỡng được, gửi cho nó đi học. Còn cái nhà này là đất của mình luôn hay sao? Đất của mình, cất cái nhà cũng mấy chục năm rồi, cho nên nó mưa hư nó mục ra, dở ra hết rồi. Trời mưa cái nó ngập luôn. Con hiểu rồi, đây rồi. Xung quanh người ta cao hơn á. Cái nhà cũng, như mọi người thấy rồi đó, lúc đầu nó dài lắm, xong nó hư riết rồi nó dập từ từ. Họ phải tháo dỡ bước phía sau ra, chú dỡ ra sau, để chừa lại còn chút xíu trước, chừng 3 mét mấy, 4 mét là nhiều. Che tạm tôn này kia là chứ không có làm được cái gì hết trơn. Cũng có cài cửa khóa gì hết trơn, có gì đâu mất rồi. Nên là rất đáng thương luôn, rất đáng thương. Ok, bây giờ con xuống đây. Đó, như là thực hiện đúng ước mơ của dân là sửa lại nhà chú. Không có bị dột, không bị sợ tôn vậy nữa. Chắc xây tường đàng hoàng cho nó mát. Có phòng ốc riêng tư, rồi có gạch thẳng thớm đàng hoàng. Chứ lớn tuổi giờ đi mấy cái dập gạch này nó dấp một cái là trời ơi, không ai cứu, không có bà nào bên cạnh hết trơn á. Lót gạch, lót đồ đàng hoàng cho chú. Cửa nẻo rồi gió mái nó không có thổi vô nhiều rồi nha. Lộn á. Lúc đầu Hưng nghĩ là nó đơn giản, thấy cái nhà thôi đó, mình chỉ sửa cái nhà thôi. Nhưng mà tới nơi mới thấy được thực tế là cái đường đi xuống nó dốc và cần rất nhiều đất để đổ cái nền nó cho nó bằng á, và nhân công rồi cũng nhiều lắm. Sắp sửa vô tới mùa mưa tới nơi bây giờ đó, mà mưa tới thì mọi người biết rồi, xây tới đâu là phải chờ đợi, không hết mưa mới làm tiếp được. Cho nên là Hưng dự đoán cái chỗ này nếu mà bằng phẳng như mọi người trên này nha, nền và nhà xong hết chừng 300-400 á, thì hơn gì đó 300-400 triệu. Tại vì sau đó còn cải tạo lại rồi cây cối cho ra hồn, và Hưng sẽ dùng tiền hát của Hưng rồi tiền doanh thu tiếp từ trong cái live show Ngày Em Thắp Sao Trời đó, để có thể nhanh chóng xây và sửa lại cái nhà cho chú. Đó là bằng tiền hát của Hưng 100%, chứ không có kêu gọi, không có chào mời ai gì hết. Là tôi phải hát cho em rất nhiều show. Rất nhiều show, xong rồi trích ra từ từ để dành làm từ từ, rồi chuyển tiền xuống cho các thợ mà Hưng tin tưởng, để họ có thể làm được ngôi nhà cho chú. Hưng đã hứa rồi thì sẽ làm được bằng hết khả năng của mình. Có thể là sẽ có những người bạn của Hưng sẽ đồng hành cùng với mình
để có thể mang lại cho chú một cái ngôi nhà không mưa, không gió, không nắng, không bị dột, và có thể ở yên, ngủ ngon với cái tuổi già như thế này. Đó là khả năng cao nhất mà Hưng có thể làm được thôi. Hưng cũng tính nhiều cái phương án lắm luôn á. Thì mọi người hãy đón xem cái hành trình của Hưng sẽ hô biến cái nơi này sẽ thành một cái giấc mơ đẹp của ít nhất là của bé Vân và chú Quang, để cho họ có một nơi có thể sau này có thể về ở bên nhau được, chỉ vậy thôi.